Giờ thì mình sẽ cắt cho các bạn xem bánh nó dậy như thế nào nha. Đó, dễ che vậy nè. Rồi bây giờ mình xé luôn đi ha, tại vì nó còn nóng lắm. Đó, quá chừng dễ che, mình nhìn thấy mình mê luôn đó các bạn. Bánh mềm mại vừa phải. Mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay á, mình có làm bánh bò cho gia đình dùng. Thì sẵn đây mình tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn cùng xem, cùng tham khảo cái món bánh bò đường thốt nốt nha. Ở đây thì mình có nửa ký bột bánh bò Vĩnh Thuận. Thì thường á, mình làm bánh bò á, thì mình làm bằng bột gạo. Rồi mình trộn thêm một ít bột năng cho bánh nó có độ dai hơn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò pha sẵn. Mình sẽ để cái hiệu bột cho các bạn cùng xem, cùng tham khảo nha. Đó, cái bịch bột bánh bò thì mình mua như thế này nè các bạn, thì Vĩnh Thuận nha. Có nhiều bạn hỏi mình mua bịch bột như thế nào thì mình chia sẻ để các bạn tham khảo, vì có nhiều loại bột bánh bò nè các bạn. Lúc trước mình có mua thì cũng để bột bánh bò nhưng mà không có bịch men, mình mua về mình làm mình ủ gần cả ngày trời nó không có dậy gì hết. Mình mua thì các bạn nên hỏi chủ tiệm người ta bán là bột bánh bò có men để về mình làm thành công ngay lần đầu luôn nha, mình không cần phải mua men riêng. Và hôm nay thì mình làm với đường thốt nốt như thế này, các bạn cũng có thể làm bằng đường cát thì mình thích đường thốt nốt thì mình làm đường thốt nốt. Trong bịch bột bánh bò thì người ta có để hướng dẫn sử dụng cho mình nhưng mà mình sẽ làm theo ý mình cho nó được ngon theo ý của mình nha các bạn. Ở đây thì mình có nửa ký bột bánh bò Vĩnh Thuận thì mình cho bịch men vào. Trong bịch bột bánh bò thì nó có men sẵn cho mình luôn. Bịch loại 1 kg và nửa ký. Ở đây thì mình sẽ cho nửa lít nước trước để mình nhồi bột. Thì mình cứ cho từ từ nha các bạn. Mình vệ sinh tay sạch hết rồi thì mình dùng tay mình nhồi cho nó nhanh. Các bạn có thể bao tay nha. Thì nửa ký bột này là mình cho khoảng 1 lít nước, cho phân nửa vào nhồi bột, còn phân nửa tí xíu mình nấu nước đường. Các bạn thích béo hơn thì các bạn nhồi nước cốt dừa, còn hôm nay thì mình nhồi bằng nước lọc pha với nước dừa tươi để cho bánh nó có độ trong hơn. Nãy giờ mình nhồi bột là khoảng 20 phút rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho nước đường vào luôn, mình không cần ủ 30 phút nha. Cái nước đường này là mình đã nấu ra từ nửa ký đường thốt nốt và nửa lít nước. Cho nó tan đường hết rồi thì mình để chấm ấm mình cho vào luôn để mình ủ men cho nó mau dậy. Các bạn không cần để cho nó quá nguội, nhưng mà lưu ý là đừng có nóng quá nha. Nóng quá thì men của mình nó sẽ chết, men nó cũng không có được dậy nữa. Giờ thì mình dùng cái phới lòng á, mình trộn bột cho nó nhanh hòa đều hơn. Bột mà có men vô rồi thì mình trộn nhanh lắm các bạn. Giờ đó, nó hơi xốp xốp rồi nè. Nếu mình làm theo hướng dẫn của bịch bột này thì mình phải ủ thêm nửa tiếng nữa rồi mình cho nước đường vào. Còn giờ thì mình sẽ cho vào luôn rồi mình ủ sau. Cứ từ từ trộn cho đều như thế này. Bột này thì mình không cần phải ngay lại đâu, tại vì bột mịn đó mình trộn rồi nó đều hết, nó không có ốc trâu gì hết. Cái bột này thì đã cho vào trong bịch đóng gói rồi nên mình thấy cũng không có cặn, không có bụi gì đâu. Bột này nãy giờ mình đã đậy nắp kín lại và mình ủ khoảng 1 tiếng 10 phút mà các bạn. Mình muốn cho bột nó nở cao đó nên mình ủ hơi lâu hơn tí xíu. Giờ thì mình trộn cho đều bột lên và mình cho trong ca để mình đi hấp. Và để cho cái món bánh bò mình nó được thơm béo ngon hơn các bạn thì mình cho vào đây một giá nước cốt đậm đặc nha. Cái cốt dừa này đó là mình đã dắt ép nhà nè. Mình cho vào thì bánh của mình nó sẽ thơm béo và nó ngon lắm. Với một ca bột là khoảng 1 lít bột á thì mình cho khoảng một giá nhỏ như là được rồi nè.
Nước nó đã sôi rồi các bạn ơi, giờ mình cho cái khuôn vào trước nè. Cái khuôn này lúc nãy mình đã thoa một lớp dầu ăn để cho bánh nó không có bị dính vào trong khuôn á. Khi bánh chín rồi thì mình lấy ra dễ hơn. Thì mình cho bột và mình hấp thôi. Hôm nay thì mình hấp với cái sừng hơi lớn nên mình đổ bột hơi nhiều tí xíu. Thì tùy các bạn thích cái khuôn bánh của mình mới lớn và bột dày ít thì các bạn có thể căng, các bạn có thể điều chỉnh nha. Cho bột rồi xong thì mình đậy nắp lại liền. Và các bạn hấp bánh bò này thì mình nên hấp cái lửa lớn cho bánh nó dậy cao nó đẹp hơn. Hôm nay thì mình hấp với cái sửng lớn nha các bạn, cái sửng này là 5 tấc rưỡi thì mình mới được má mình mua tặng, thì đây mình lấy ra mình xài luôn. Mình hấp bánh bằng cái sửng này thì hấp cái khuôn nó được lớn hơn. 5 phút rồi các bạn, giờ thì mình dở ra xem cái bánh chín chưa nha. Đó, lúc này bánh nó đã chín, nó đã dậy cao lên gì nè. Giờ mình sẽ tìm cách lấy bánh này ra, tại vì cái khuôn hôm nay nó rất là vừa với cái sửng đó nên mình phải lấy gắp, mình gắp ra mới được. Giờ mình nhìn thấy cái bề mặt của bánh rất là nhiều rễ tre nha các bạn. Cái ổ bánh bò này nãy giờ mình để cho nó nguội để chia sẻ các bạn ha. Giờ mình lấy ra nha, lấy dao để phe thành quả đến anh chị và các bạn nha. Ở những lít trước thì vì mình gấp quay á nên cái ổ bánh nó còn nóng á, mình không có lấy ra cho các bạn xem được. Giờ cho các bạn xem nó rễ tre như thế nào nha. Đây, rồi gần cho cô chú xem nha. Rễ tre từ trên xuống dưới nha các bạn ha. Đó, bánh mềm mại ngon lắm. Vì mình phải cho thêm một ít nước cốt dừa đó. Rồi mình thoa dầu ăn hơi nhiều tí xíu để cho bánh nó mềm. Đó, bây giờ rất là dễ lấy ra gì nè. Bây giờ là mình cũng còn đang hấp một khuôn ở trên bếp đó các bạn. Với cái bột hôm nay là nửa ký bột, có là mình hấp được 2 khuôn bánh lớn gì nè. Khuôn này khoảng 3 tấc á. Bánh dậy nhiều rễ tre rất là ngon mềm mại ha. Đó. Và các bạn thắng thêm chén nước cốt dừa để mình ăn với bánh. Thì mình cũng có chuẩn bị thắng nước cốt dừa. Giờ thì cái ổ bánh thứ hai nó cũng đã nguội còn hơi ấm ấm thì các bạn, thì giờ mình sẽ gỡ ra luôn cho các bạn xem ha. Cũng còn hơi nóng. Đó. Giờ thì mình sẽ cắt cho các bạn xem bánh nó dậy như thế nào nha. Đó. Dễ che vậy nè. Rồi bây giờ mình xé luôn đi ha. Tại vì nó còn nóng lắm. Đó. Quá chừng dễ che, mình nhìn thấy mình mê luôn đó các bạn. Bánh mềm mại vừa phải, nước dừa tươi mình trộn với nước lọc á nên bánh nó mềm nó trong gì nè. Đó. Nhiều dễ che ha. Nãy giờ mình cũng đã cắt bánh ra xong mà các bạn, bánh mình cắt ra xong thì nè, cái miếng nó xéo xéo gì nè. Rồi á, thì mình cũng đã chuẩn bị xong cái chén nước cốt dừa để ăn với bánh gì. Mình thắng hơi kẹo kẹo tí xíu á, cho chấm với bánh thì nó hòa quyện nó ngon hơn. Vậy thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn món bánh bò ha. Cách làm rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Bánh nó thì mềm xốp, nhiều rễ tre và vị ngọt cũng vừa phải. Nếu anh chị và các bạn thích món bánh bò và thích cách làm này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Và đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip này cả nhà. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nữa nha.